Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng MZ. Chúng ta đến với phần chơi Ark Survival Evolved Rival IO. Xin lỗi các bạn vì hai ngày hôm nay mình không có ra video cho các bạn xem. Bởi vì đơn giản là mình khá là bận. Nói chung là học hành và làm việc của mình thì khá là bận, cho nên là hôm nay mình tranh thủ mình quay cho các bạn xem kịp chiều nay. Chiều nay thì ngày hôm nay luôn các bạn sẽ có video xem. Chính xác là như thế. Thì nói về tập trước, mình đã tem được những cái con thú để phục vụ cho việc farm của mình. Ví dụ như con hải ly để farm gỗ rất tốt ha. Con đập đá để farm đá đúng như cái tên gọi của nó. Và con Ankylosaur để farm metal. Và nói chung là mình farm cũng dry rồi các bạn, cũng ok rồi. Và bây giờ thì đói bụng, ăn vô cái đã. Rồi và hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Như tiêu đề, mình sẽ đi bắt Megalodon. Tại vì những cái con cá thì không thể nào mà thiếu ở trong những cái season của mình được. Và đặc biệt là Megalodon. Season nào, bất cứ season nào không biết chứ season con này gì không biết chứ Megalodon là luôn luôn có mặt ở trong tất cả season của mình thì nó cần thiết. Ở tập trước mình có hỏi các bạn về những cái hàng rào. Có bạn thì kêu mình xài hàng rào trắng đi anh, có bạn kêu mình xài hàng rào cỏ đi anh. Ok, bây giờ mình sẽ quyết định trộn hai cái hàng rào lại và sử dụng luôn. Tuy nhiên mình sẽ nghiêng về cái phần nhiều hơn so với là hàng rào trắng, để cho nhìn cái nhà mình có vẻ như là nó sáng, nó sạch, nó sẽ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ wrap vô gỗ. Và có một bạn nhắc mình, và không phải là mình quên, chính xác là mình quên cái chức năng của cái mod Truster Loot hay gì đó, mình cũng không nhớ nữa, hay là chức năng game luôn. Đó là khi các bạn bấm vào đây muốn tìm được một cái đồ nào đó, các bạn chỉ bấm tên của cái đồ đó, bấm vào đây thì ở đây nó có một cái khuôn viên, các bạn hiểu không? Nó có một cái phạm vi, trong cái phạm vi đó tất cả những con thú, những cái đồ, những cái tủ đồ hay bất cứ những cái gì mà có chứa gỗ á thì mình có thể chuyển nó qua đây, và mà không cần phải mang gỗ vào mình rồi sau đó chạy qua đây bỏ vào thì nó rất là mất thời gian ha anh em. Đây rất rất là hay. Và bây giờ thì mình sẽ lấy bên đây một ít đi. Con Due đúng không? Là con này. Con Mo Chop là con gì á trời? Thấy cái con này thấy lạ nè, sao mình không nhớ ta? Thôi kệ, cứ thu nó một cái đem qua đây thì tự nhiên mình sẽ có gỗ ha. Và bây giờ mình sẽ ráp cái này đúng không ta, để mình thử coi. À rồi, ok, mình sẽ chơi hàng rào trắng nha anh em. Mình sẽ chơi hàng rào trắng. Rồi, mình sẽ đề co sơ sơ như những cái tập đầu, như những cái tập trước để các bạn có thể wow, cần rất rất là nhiều. Rất rất là nhiều gỗ. Ok, đề co sơ sơ cho anh em xem trước. Ở đây lấy 500 đi, ở đây lấy 500. Campfire thu đi 10 cái. Cái này tốn khá là gần nhiều gỗ à. Mình sẽ đi lấy tiếp. Mình trong lúc mà mình farm á thì mình cũng đã luyện level cho những con này. Tất cả đều lên quay hết nha anh em. Những con farm thì chúng ta sẽ lên quay là ok nhất. Các bạn thấy lấy không? Lấy một lần 1000 gỗ. Quá nhiều chiêu thức luôn. Quá ghê luôn. Chúng ta chỉ cần không cần phải vận chuyển gỗ vô, chúng ta chỉ cần để đây thôi. Để đây và chúng ta có thể phu vô lên đây luôn, rất là tiện lợi. Vút và đây cách cho Sobia đây, phu nó một cái rồi để mình thử coi nhiêu đây đủ hay chưa. Đó, mình đã kiểu như mình đã đề co về những cái pilot nó nằm ở từng góc, nó vừa vặn rồi đó anh em. Ôi, thấy thấy cái nhà mình nó sang hơn ha anh em.
thấy nhà mình nó sang, nó sạch hơn, sang sạch sẽ hơn. Có vẻ như gamma nó hơi lớn cho nên mình sẽ gamma 1, gamma 1.5, ok chắc là vừa, gamma 1.8 đi, đẹp hơn. Rồi ở chỗ này á, thì chúng ta sẽ không để ông ta để cái hàng rào trắng đi ha. Tiếp theo là mình sẽ làm cái hàng rào bằng cỏ fancy, và chúng ta sẽ làm, chúng ta cần fiber đây. Ui 4.000 mấy ở cái con module là con gì trời. Ủa sao tôi thấy con này lạ lắm à, thề luôn. cái module là cái gì ta, tôi tự nhiên tôi quên tiêu rồi, thôi mình cứ lấy đi rồi tính tiếp. Ủa sao tự nhiên tôi quên cái đó là cái gì rồi ta, mà tôi thấy rất là lạ luôn á, chứ không phải là tôi thấy quen, tôi thấy lạ lắm. Module hả, tôi nhớ đâu có khủng long nào module đâu, due ankylo module là cái gì ta. Mod chớp, mod show gì đấy. Ok. Còn cái vàng bên đây mình sẽ làm cái fancy bằng trắng luôn cho nó đẹp, nó đồng bộ ha anh em. Chứ làm mà ba chấm, ba chấm thì nó rất là xấu. Còn anh em biết mà cái hàng rào mà nó, cái hàng rào mà cỏ anh em biết tôi để ở đâu không? Tôi để sẽ xung quanh cái hồ nước. Là tôi nói nó bao đẹp luôn, nó bao chuẩn luôn. Nó bao chuẩn với tôi luôn. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm fancy tiếp, fancy bằng gỗ. Chúng ta sẽ làm được 40 cái hả? Đâu có cần nhiều vậy đâu ông cha. Khoảng chừng 10 cái nữa thôi là đẹp. Ok. Đây đây đây, tôi sẽ để đây. Nào anh em thấy tôi để trí không? Tôi thiết nghĩ là tôi không cần phải để đây, tại vì thí dụ mình muốn ngắm cái hồ cá thì mình để, tự nhiên để cái fancy ở đây nè, tự nhiên che cái hồ cá vậy làm cái hồ cá làm chi, đúng không? Tôi sẽ để nó như thế này, nó sẽ đẹp hơn. Đó, đó, anh em thấy tôi xanh, xanh rờn luôn. Ồ, cái nhà tôi xanh như cái nồi canh luôn anh em ơi. Tại vì đề co càng nhiều, xây càng nhiều nó càng lát ha, anh em cảm nhận được cái điều đó ha. Mà không sao, việc cái đẹp. Rồi, fancy. Như vậy là xong cái hàng rào cỏ rồi. Cái nhiệm vụ thêm cá mập thì mình nghĩ là nó đơn giản thôi anh em, chứ không có gì khó hết. Tôi thấy quá ư là đơn giản luôn. Rồi, như vậy là chúng ta đã đề co xong rồi cái nhà này, anh em thấy không? Trời đất cơ, ai xây mà đẹp dữ vậy trời. Ai xây mà đẹp dữ vậy sao ta? Tôi với ai? Ok, và bây giờ á, chúng ta sẽ làm những vài thủ tục trước khi chúng ta bắt cá mập. Đó là chúng ta chuẩn bị cho mình những cái cây nỏ. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ ráp là Rossbow. Rossbow chúng ta cần metal và wood. Bỏ wood fiber thác vào đây, phải stone vô đây. Metal, qua đây lấy metal. Metal chúng ta đã nấu chưa xong nữa. Mình farm rất là nhiều metal. Rồi, Rossbow. Chúng ta ráp hẳn hai cây luôn. Ủa bên đây chúng mình có rồi nè, mình chỉ cần repair nó lại thôi. Không sao, ráp dư không có vấn đề gì hết. Tiếp theo chúng ta sẽ ráp a row. A row thì chúng ta cần fiber, plin và tack. Fiber, plin và tack. Đây. Ráp thật nhiều a row. Không nhất thiết là phải ráp a row nhiều anh em biết, biết sao không? Để tôi coi coi. Đắt đúng không ta? Đây. Cái này chúng ta cần phải học đạn nữa. Grab a smile và chúng ta cần phải có đạn. Nhưng
tạm thời á, thì nếu mà muốn chắc cú á, thì chúng ta sẽ học cái viên đạn Toho. Nhưng mà tôi nghĩ thiết nghĩ là bắn bắt con cá mập thì nó quá đơn giản chứ có gì đâu mà khó anh em, cho nên là tôi không cần phải học nhiều. Gun powder. Quá là đơn giản với tôi. Narcotic Metal Symbol Right Ammo. Như vậy chúng ta cần phải có một cái viên đạn đúng không? Viên đạn như thế này. Gun powder. Gun powder thì hình như là mình có rất là nhiều. Chúng ta sẽ lấy cái tro mà đốt từ những cái vật liệu ra, rồi sau đó chúng ta bỏ bắt powder vào. Bắt powder thì chúng ta có Berlin và chúng ta chỉ cần wrap Stone thôi. Bỏ Stone vào đây, 1000 mấy cục hả? Ok, bỏ hết 1000 mấy cục vào đây. Sau đó chúng ta sẽ wrap bắt powder. Ok chưa? Rồi sau đó mình sẽ gom hết tất cả những cái than đốt vào đây, từ cái này luôn, gom hết vào đây. Chúng ta đã có 700 mấy. Ok, và bây giờ cái nhiệm vụ của thằng này đó là bỏ vào đây và lấy hết bắt powder đó. Cứ thế chúng ta sẽ ráp từ từ, chúng ta sẽ có rất là nhiều gun powder. Và một cái viên đạn cần bao nhiêu gun powder để mình tính xem nha. Cái này ráp nó cũng nhanh, 12 gun powder, có nghĩa là một chục viên là 120 gun powder. Ok, mình có 7, hồi nãy mình có 700 mấy cái than đúng không? Mỗi cái than là 1 gun powder, mà 12 gun powder một viên tương đương với lại là 300 mấy viên. Wow, 300 mấy viên đạn. Tính ra cái này nó cũng nhanh ha. Mình cần chi phải ráp ra cung tên, tại vì bây giờ lên đời rồi, chúng ta không có chơi cung tên nữa, chúng ta chơi toàn thứ dữ thôi. Và sẵn đó chúng ta sẽ ráp được một cái bàn fabricator. Chúng ta cần bắt powder dường như là thiếu flint đây, và chúng ta bên sờ mai có luôn, phụ nó qua. Chúng ta ráp hết bắt powder luôn, đá chúng ta còn rất là nhiều. Ok, tạm thời mình đem qua đây để mình ráp gun powder. 160 gun powder. Như vậy là chúng ta đã có 10 viên rồi đó. Được. Bây giờ chỉ là chờ thời gian thôi, còn bây giờ chứ đồ đạc mình quá là dư rồi. Trong khi đó là mình sẽ chuẩn bị cái gì đây? Mình chuẩn bị cho mình một cây súng. Cây súng hình như là cái súng tên là cái gì mình quên tiêu rồi ta. Super Trang hả? Không, cái súng là cái gì ta? Quên tiêu rồi. Right, Long Neck, đúng rồi. Trời, lâu quá không chơi Long Neck. Chúng ta sẽ ráp cho chúng ta một cái súng Long Neck. Và chúng ta cần metal. Metal thì anh không thiếu, nhiều thì anh không có. Ok, chúng ta đã có một cây long nách. Chúng ta có một cây long nách. Trang bị vào đây, để cái này bên đây. Sau đó chúng ta sẽ wrap này, thì chúng ta cần gun powder. Bây giờ mình tạm thời sẽ đem gun powder qua đây trước. Thôi mới có chưa tới 10 viên nữa anh em. Ủa? À 12 hả? Ok, 12 thì quá dễ. Hồi nãy mình nhìn nhầm 16. 12 thì ok cũng được. Đây, chúng ta sẽ ráp tiếp gun powder.
Trong lúc đó thì chúng ta sẽ làm một cái bàn fabricator, nâng cấp đời mình lên nha anh em. Làm vài thủ tục trước khi mà chúng ta bắt đầu. Bắt powder, cần bao nhiêu bắt powder? 50 bắt powder, bây giờ mình tôi có 36, từ từ. Rồi, dư rồi. Rồi, fabricator. Tại sao tôi ráp fabricator? Để tôi có thể ráp được cái bộ đồ lặn. Trước mắt thì tôi chưa thể nào mà ráp hết full bộ đồ lặn được. Vì thế tôi sẽ ráp. Ok, tôi sẽ ráp cái gì tôi quên tiêu rồi. Tôi sẽ ráp trước cái vây bơi. Cái vây bơi Armor Scuba, đây. Tôi sẽ ráp cái vây bơi trước. Cái này khá là dễ đối với tôi luôn. Silica tôi có sẵn, vây bơi hầu như là tôi ráp được hết luôn á. Nhưng mà trước mắt là tôi sẽ ráp cái vây bơi và cái bình thở. Bây giờ tôi sẽ gom đồ qua bớt. Đầu tiên thì tôi cần Cementin. Ok, tôi lấy được khỏi phu, nó mất thời gian lắm. Mình phu một miếng thôi. Mình phu một cái là được rồi. Silica đây. Fiber 2. Hình như có metal không ta? Chitin hả? Chitin, Cementin đây. Siton không? Siton, lấy Siton luôn. Đây coi mình này ráp xong chưa. Rồi, nhảy qua đây. Bên đây cái. Rồi, tạm thời vậy đi. Rồi bây giờ bỏ vào. Thiếu cái gì? Thiếu chitin hả? Tôi nhớ hồi nãy tôi có để chitin. À không, hồi nãy tôi lấy cementin. Rồi, như vậy là chúng ta đã có. À không, tôi chưa làm cái máy phát điện đó anh em. Generator đây. Chúng ta sẽ là xài ít trích lút nha. Electronic. Ai chà chà. Electronic. Cái này nó hơi mâu thuẫn nè anh em. Electronic hình như nó làm ở trong fabricator đúng không ta? Cái này nó ráp ở đâu fabricator? À tôi sẽ bỏ oi vào. Đúng rồi, tôi quên. Tôi chơi cái mod kia nhiều quá, tôi lầm anh em. Tôi chơi nhiều cái mod kia nhiều quá, tôi lộn. Tại anh em không chứ ai. Anh em kêu tôi chơi mod điếc rồi, mấy cái phiên bản gốc tôi không có chơi được. Hơn dễ sợ. Cái này nó chạy bằng gas online chứ không phải là bằng điện. Ok. Nó chạy bằng sky online đây. Cái này chúng ta không cần phải nhấn nút ráp. 200 máy, wow, hơi bị nhiều đấy. Gun powder và cái này nó vừa đủ luôn. Ngon, được. Rồi, nó còn thiếu một tí. Như vậy là mình cần phải lấy một tí plin nữa là được. Ok, mình ra mình lấy một tí plin nữa thôi. Cái này mình tự đi đập được. Chứ cởi mấy con quỷ kia nó ụt ngạch mệt lắm. Sau cái tập này thì cái dự tính của tôi sẽ là xây một cái khu vườn sinh thái anh em. Ok không? Xây một cái khu vườn sinh thái. Có ông còn kêu tôi xây, biết gì xây gì không? Có ông còn kêu tôi xây cái cầu bắc qua sa mạc nó. What the fuck? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ từ bên đây mà bắc qua bên kia hả? Cái việc đó thì ok, tôi làm được. Tôi có thể bỏ ra khoảng chừng 2 giờ đồng hồ để tôi có thể xây được một cái cầu bắc qua bên kia được luôn. Nhưng mà ông nghĩ sao vậy? Bắt qua bên kia rồi làm cái chi? Nếu mà tôi có thời gian một tí, ok, tôi sẽ xây một cái cầu gọi là vĩ đại cho ông xem. Với diện tích cầu chiều ngang trước nha. Chiều ngang khoảng chừng 1, 2, 3 ô. 3 ô là đủ cho một con T-Rex để nó đi rồi ha anh em. Ok không? Anh em thấy cái ý tưởng của tôi mất táo bạo không? Tôi tuy là cái ý tưởng mà ông kia nói là với tôi là chơi chơi thôi, nhưng mà tôi thấy là nó khả thi đấy anh em. Mới ban đầu thì tôi cũng nghĩ nó là một cái ý tưởng điên rồ, nhưng mà từ từ thì anh em sẽ thấy được cái những cái công trình của tôi nó ra. Nhưng mà trước mắt á, tôi sẽ xây một cái nhà gọi là cái nhà kính đó anh em.
để tôi trồng rau, trồng đồ, các kiểu này nọ, chăn rau nuôi cá, thì tôi sẽ xây nó trên hòn đảo này luôn. Nó sẽ nằm gần gần cái chỗ đó đó. Một là chỗ này nè, hai là tôi ban đầu tôi sẽ nghĩ nó sẽ nằm trên biển luôn ha, một một cái cánh cửa đi xuống như thế này, đi xuống và đi đâm thẳng ra biển luôn. Anh em thấy ghê không, thấy gớm không, thấy ý tưởng tôi táo con mẹ nó bạo chưa? Em cứ chờ đi. Rồi và nói hôm nay là ga online đã xong rồi, bây giờ chúng ta bỏ vào đây, chúng ta sẽ turn on và chúng ta sẽ ráp một cái skill 3 và một cái metal. Metal thì chúng ta có tí tua tôi lấy, và polymer. Polymer anh em còn nhớ mà tôi biết cái con gì mà nó ra organic polymer không? Tôi bỏ đây. Và metal, mấy cái máy này nó ồn kinh khủng luôn á. Thời luôn, tôi ráp xong rồi tôi tắt đi chứ tôi không để đâu. Nó ồn quá ồn. Ok, xong cái quần này chúng ta không cần nhất thiết phải. Rồi, tắt liền. À, tốn ga thì tốn chứ không không chơi với cái tụi ô nhiễm tiếng ồn. Rồi, xong chừng nào đi ra biển mình hả mặt. Rồi bây giờ mình cất những cái vật dụng mà không cần thiết của mình vào đây đây. Cái này đây này đây, cái này đây. Cái này tí mình ra mình cất trong cái chậu cây. Rồi, xong và bây giờ việc tiếp theo của mình đó là lấy gân powder, lấy bên đây, bỏ bên đây qua và tiếp tục ráp gân powder 120 mấy cái à, anh em thấy gì chứ nhanh lắm. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ tổng hợp tất cả đi narcotic lại là 301 đúng không, 301 tôi nhớ nhiều lắm mà ta, sao giờ có 301 rồi, để tôi coi narcoberry tôi ráp được nhiều narcoberry trăm mấy của con chó Castro hả? Ok lấy luôn. Bên đây, bên đây. Đây và đây. Đáp được 33. 300 mấy hả? 300 mấy thì mình một 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 viên đạn nó là bao nhiêu ta? Một viên đạn nó cần 3 narcotic, có nghĩa 300 mấy có nghĩa là 100 mấy viên, 100 100 mấy viên. Dư sức rồi, 90 viên là dư sức tem nguyên cái biển cá mập luôn cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ narcotic vào và dark. Chúng ta cần metal. Wow. Ôi còn nhiều metal vậy. Ôi. Khá đó chứ, metal nhiều dữ lắm à. Ôi mình ráp được có hai mươi mấy à. Như vậy là chúng ta sẽ chờ metal tiếp ha. Nếu mà dư giả một tí mình sẽ nấu nấu làm một cái lò nung metal. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ cho metal thật là nhiều để có thể đi tem. Và mình quyết định với ra khơi với 33 viên đạn luôn chứ không ráp tới 100 mấy. Tại vì mình không có thời gian để chờ đợi. Ok và let's go. Mình nghĩ là dư rồi, anh em yên tâm. Này anh em coi cái từ cái khoảng cách mà từ nhà tôi mà qua bắt cái cầu qua cái vùng này tôi thấy nó cũng gần á anh em, nhìn nhìn vậy thôi chứ tôi thấy nó cũng gần, nó tôi không nghĩ là nó xa được, tôi nghĩ là được, nhưng mà tôi sợ là cái biển này nó sâu quá, tôi làm cái móng cầu á, cái móng cầu nó không được, nó rất là ngắn anh em hiểu không, nó sâu quá tôi phải lặn xuống rất là cực, tôi phải lia hết cái vùng biển này, bởi vì tôi cần một con megalodon nó khỏe. Ôi, what the fuck? Ôi, nóng, 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 về, về, giận quá, giận. Thôi, được rồi, thôi. No, fuck, fuck no. Thôi, một con mega kìa. Fuck, fuck no, no, no. mới ra khơi bị đấm cho sắp mặt lờ rồi. Tôi nghĩ đứng này được. Đầu tiên tôi sẽ xài nỏ để bắn nó. À tôi quên. Nó nhiều anh em kêu tôi làm shipper cái Mylas mà tôi quên hoài luôn á thề. Nó rất là giúp ích cho tôi cái việc mà tôi thấy Simantin ha. Ok tôi vô tôi làm cái shipper Mylas đi.
nó rất là giúp ích cho tôi mà anh em kêu mà tôi quên hoài à. Nói là hứa dặn lòng là mỗi khi bấm quay clip là mày nhớ làm cái super bypass cho tao nha Tùng. Thế đéo nào mà cứ quên. Rồi, bypass. Cementin, Rizal 2 và Metal. Cementin ở đây không có. Rizal 2 và Metal. Metal rất hết luôn. Rồi, xong, khỏe. Let's go, baby. Được, được, tôi thấy lần này sẽ tem nhanh thôi. Ba con hả? Ba con không biết là tôi cân nổi không nữa, mà tôi cứ thử đi tính tiếp. Không có đi xa quá là ok. Gần gần nhà có gì tôi hồi sinh ra kịp. Không, bây giờ tôi nghĩ là không ai giết được tôi đâu. Không con nào giết được tôi trừ Giga hay là mấy con quỷ kia. Đây, một con level 140. Con này level 195. Con này Sabertooth Simon Shaman. Ui. 95 15. Và con cần mình đang cần thêm là con này, nhưng mà mình trước mắt mình sẽ quất con này trước đi. Ok, vô đây, let's go baby. Cái lợi của nỏ anh em biết không? Đó là chúng ta có thể bắn lên dưới nước được. Con 140 nè, mình đang muốn mồng cái con 140 này nè. Ok, lên đây em. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Ôi, sao tụi này nó kỹ ta? Tôi đâu có tàng hình đâu. Đúng rồi. Qua đây, come on. Come on. Đừng nói là cái phạm vi nó chỉ có nhiêu đó thôi nha anh em. Đúng rồi, lên đây, come on. Qua đây luôn, qua đây luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, rồi, rồi. Ở sao tụi này kiểu như con Mega cái AI nó bị đần đần sao anh em? Cái version này tôi thấy nó bị đần đần. Nó không còn hoạt động tốt như hồi đó nữa. Hồi đó nó khó chịu lắm. Tôi thấy nó bị đần đần sao. Cắn hộ, cắn hộ. Thấy nó bị đần đần rồi. Rồi rồi rồi, con này dễ ẹt rồi. Con này 140, nếu mà tem thì cũng gần 200. Được. Được của nó. Ôi, bắn nãy giờ mình mới có nửa cây à. Bơi xa rồi, tôi hơi bị đuối đấy. Ôi, nó bơi xuống luôn rồi kìa. Khó chịu rồi đây. Nó bơi lên thì được. Bây giờ nãy tôi làm general như nhiều rồi, tôi ý là cái có cây súng á, anh em tôi đứng trên bờ tôi bắn. Tôi chưa nghĩ tới cái việc là phải xuống 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 biển mà bắt nó cả. Ok,
rồi, chính thức hết rồi. Ui, nó còn một tí nữa à. Ây cha cha, khó hả ta, khó chịu ta. Thế đéo nào. Giờ tôi phải bơi lại, lên lại lấy làm general. Đây, tính già cái ra non anh em thấy không? Ok, sau khi mà tôi về nhà tôi lấy đồ thì bây giờ tôi sẽ chiến tiếp với tụi này. Con này 15 không tính. Bây giờ tôi đang cần một cái tìm lại con hồi nãy. À đây đây, nó đây, nó đây, nó đây, dư sức rồi, mình vừa bắn mà vừa cooldown luôn, vừa hồi cung luôn. Quá tuyệt. Hả? À, được, 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 dính. Ê, nó xỉu à? What the fuck? À, bắn đúng một cung luôn. À, tôi nghĩ là tôi sẽ cho nó ăn thịt cá. Tuy là nó không được tâm minh nhanh nhưng mà đỡ thôi. Trước mắt là tôi sẽ đỡ nó trước đi. Con này là 140. Rồi, tạm thời là mình sẽ ngưng ráp đi. Còn cái con level 15 á thì tôi sẽ tính sau với nó. Trước mắt là tôi về nhà tôi lấy Vrimis. Nhà tôi có Vrimis. Ở đây đủ mấy không ta? Miss Vrimis Zeki Brownfish. Ôi, chưa tới tầm. Ở đây còn hơi bị xa. Ở đây còn xa quá. Megalodon nó không có con nào đẹp đẹp ta, không có sơn phớt màu mè gì cho nó có vẻ như là nó tươi tươi tí. Miss có remix ở đây không có luôn hả? Remix đi, 300 mấy là được rồi, dư rồi. Ok, mình qua đây mình bắt cái con level 15 luôn cho nó hai con luôn. Đứng trên đây là đứng trên đây lấy súng bắn cho nó thẻ. Đâu rồi, nó đâu rồi? Đây đây, nó đây. Đây 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 đây. Ai, qua đây cưng. Khó chịu ta. Một. Cái này thay đạn hơi lâu. Ui, giật cả mình. Ôi, con này nó chạy tán loạn hết trơn. Con này 95 hả? Ok, mình bắt con 95 cái đã. Ôi, con quỷ này nó phá chiếc thuyền mình luôn rồi hả? Ôi, chiếc thuyền mình banh luôn rồi. What the fuck? Ôi, kìa, chiếc thuyền mình kìa. Ok, cái bà đó đi. Thì mình cũng không có gì quý giá, mình có thể ráp lại sau. Bắt con này cái đã. Con kia thì còn lâu nó mới tỉnh đó nè. Cho nên chả sao. Ôi. À, ok. Giờ thế là chết thì chúng ta bị bể rồi. Sáu chục cây cung thì dư sức rồi. Ui, hụt cây. Okay.
con 95 và một con 104. Ui, tới đây mà nó còn cắn mình luôn kìa. Gớm không? Tưởng là nó chạy à, nó dí. Mày về tao dụ mày qua đây luôn. Ôi, nửa cây à. Ôi, tuổi gì cắn tao? Chạy chưa? Chạy chưa? Tôi thấy là nó chết trước khi mà nó xỉu luôn á. Hồi số rồi. Này số trời rồi. Này số rồi. Này số trời rồi anh em ơi. À, còn đúng một cái luôn. 15 luôn. Rồi. Fuck. Fuck no. Ok. Bây giờ mình quay về nhà mình làm đồ cửa cho con Megalodon, rồi sau đó là chúng ta đợi nó. Đợi nó tỉnh rồi cười nó luôn. Dù sao mình cũng bắt được một con level cao nhất trong ba con rồi, cho nên hai con kia coi như dùng cái phạt. Đã vấn đề gì cả. Rồi, ok. Cuối cùng mà nó cũng xong. Và chúng ta được 209 level. Dứt. Ui, hơi bị nhanh nha anh em. Thử đam nó coi như thế nào. Ui, con này cũng xỉu rồi nè. À, cái turbo nó đang dần dần lên á. Hèn chi, con này hình như là con này level 90 đúng không? Ờ, 95, con này hồi nãy mình bắn nè. Được, 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 được. Được đấy, được đấy. À, ngon ngon được. Con này level 1 4.000 máu. Không biết con này mình đánh lại không ta, thử mình đánh coi. Ui nó quýnh mình cũng đau chứ. Phá thiền tao hả mày. Phá thiền tao. Khi mà giết con này chúng ta được có một cái gọi là round repeat fit nha anh em. Đây đây, round repeat fit chưa? Đỉnh của đảng luôn. Được được. Ồ, giết xong nó lên 11 level và chúng ta lên cho nó max dam. Con này stamina nó không vấn đề gì lắm. Rồi còn 2 phút nữa thì chúng ta đi đi vòng vòng xung quanh nhà chúng ta coi coi xem phía dưới nó có gì hot không, có con Mosasaurus nào ở dưới hay không. Hầu hình như là không có nhiều. Và dưới đây cũng chả có cái gì silica hay gì cả. Cái mấy bông hoa này không biết mình có thể lấy được hay không. Wow, dưới đây cũng lấy được nè anh em. Gớm đây. Gamma 2. Chả có gì hot cả. Ok, ta lên lại mặt đất. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video này và đừng quên để lại một like, share và comment bên dưới để cho mình biết ý kiến của các bạn về video này như thế nào nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Bye bye.